It's the most wonderful time of the year. Quý vị khán giả thân mến, trong số những ca khúc về mùa đông thì có một ca khúc mà mặc dù đã trải qua rất là nhiều mùa đông rồi, tuy nhiên thì giai điệu của nó vẫn luôn được quý vị khán giả yêu mến. Vâng, đó chính là ca khúc Người Tình Mùa Đông, nhạc Nhật do nhạc sĩ Anh Bằng viết lời Việt. Và sau đây Xuân Quỳnh xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức ca khúc Người Tình Mùa Đông qua tiếng hát ngọt ngào cùng với gương mặt khả ái của nữ ca sĩ Triệu Minh. Trương Lê Sơn, bài hát mang tên Vắng Anh Mùa Đông, mời quý vị cùng lắng nghe. Mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau, trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng. Vì anh bên em chuyện trò thâu đêm, cho qua đi bao cô đơn giá băng. Tình anh như gió lùa bao mây tóc em, tình anh như nắng cho môi em thắm hồng. Nồng nàn bên anh mà tạo yêu thương, mùa đông hạnh phúc em có.
say, hè đi thu xa rụng rơi lá tình khơi. Đâu có biết khi chia tay sao cơn mê bằng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Lần gió rẽ rung đôi môi mà nào em đâu hay, em đâu cần biết. Vì chính trái tim em đây mang đau thương lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vắng anh đêm dài, tình mình giờ chỉ còn trong giấc mơ. Tình anh như gió lùa vào mái tóc em, tình anh như nắng cho môi em thắm hồng. Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương, mùa đông hạnh phúc em có đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng sáng. Hè đi thu xa rụng rơi lá tình khơi. Chia tay sau cơn mê bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Lần gió rẽ run đôi môi mà nào em đâu hay, em đâu cần biết. Vì chính trái tim em đây mang đau thương lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vắng anh đêm dài, tình mình giờ chỉ còn trong giấc mơ. Có biết khi chia tay sao cơn mê bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Lần gió rẽ run đôi môi mà nào em đâu hay, em đâu cần biết. Vì chính trái tim em đây mang đau thương lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vắng anh đêm dài, tình mình chỉ còn trong giấc mơ. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị rất nhiều, và cảm ơn đài truyền hình Việt TV đã tạo điều kiện cho Trường Minh được đến gần quý vị hơn. Và trước khi chào tạm biệt quý vị, một lần nữa Trường Minh xin chúc quý vị và gia đình có một mùa Giáng sinh thật nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe, an lành và thật vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để thay đổi không khí của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Nhạc phẩm được mang tựa đề Yêu Em Bằng Tất Cả Những Gì Anh Có, qua giọng hát trẻ của nam ca sĩ Tuấn Huy. Yêu em yêu những giấc mơ, giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra. Yêu em yêu chỉ em thôi, yêu em hết thân này, yêu em chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương dù dẫn thân vào ngục tối. Yêu thôi, em là ánh sáng, xin em đừng rời xa anh, ở lại bên anh. Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng
nỗi nhớ cô đơn không tên theo anh đến suốt cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai đây sau cơn mưa kia anh sẽ đơn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu. Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đập. Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào ngục tối. Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng, xin em đừng rời xa anh, ở lại bên anh. Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ cô đơn không tên theo anh đến suốt cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai đây sau cơn mưa kia anh sẽ đơn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu. Vì trái tim anh không em chắc sẽ chẳng cần lo âu, vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đập. It's the most wonderful time of